Vâng, chuyên mục siêu xe và người đẹp của Autodaily lại tiếp tục. Màu cam, người mẫu đẹp, còn gì tuyệt vời hơn. Các bạn hãy sang Bangkok Motor Show để có thể thấy được những siêu phẩm như vậy. Lamborghini Huracan EVO phiên bản mới nhất. Rất đẹp phải không ạ? Màu cam. Nói chung là đi những mẫu xe này thì phải auto khỏe, auto đẹp dai, auto nhiều tiền. Huracan trong tiếng Tây Ban Nha là tên của một loại bò tót, thì cái đấy chắc các bạn cũng đã quá rõ rồi. Và mẫu xe này trang bị động cơ V10 601 mã lực, mô men xoắn là 560 Nm. Nhưng mà đấy là về động cơ thôi, đấy là chỉ số thôi, nhưng mà công nghệ về động cơ nó là cả là một sự khác biệt nha các bạn. Cả là một sự khác biệt. Bởi vì động cơ nó sử dụng hai cách thức phun nhiên liệu. Các bạn có thể thấy là vừa phun trực tiếp vừa phun gián tiếp, hay không ạ? Nhưng cái sự rất đặc biệt trên cái mẫu xe này là 75% mô men xoắn cực đại, có thể đạt ngay ở tua 1000. Và nó có cái số vòng quay mạnh hơn mẫu Gallardo trước rất nhiều. Với cái lợi thế về cái vòng tua thấp như vậy á, thì mình có thể tăng tốc rất nhanh mà không phải gầm rú đâu, không phải gầm rú đâu. Màu cam rất là đẹp. Xe này thì chưa được bán như Aventador SVG. Và thưa các bạn, những mẫu xe đua của Lamborghini ngày nay nó đã gần gũi hơn rất nhiều rồi. Nó đã về phố hơn rất nhiều, dễ lái trong phố rồi. Còn nếu như trong trường đua thì sẽ rất khác. Trong trường đua thì phải cần để đua. Chính vì vậy cái hộp số 7 cấp ly hợp kép trên cái Lamborghini Huracan này nó khá giống cái mẫu xe của Audi R8. Bây giờ thì cũng chung tập đoàn của Volkswagen rồi, cho nên là nó sẽ có cái gì dùng chung được sẽ dùng chung. Và hệ thống dẫn động trên mẫu xe này nhá, là hệ thống dẫn động 4 bánh và kiểm soát hoàn toàn bằng điện tử thưa các bạn. Nó hoàn toàn bằng điện tử. Và riêng cái mặt kính này không thì cũng là tiền cả. Góc nhìn rất là đẹp từ phía sau này. Mặt lý thuyết thì hệ thống dẫn động này phân bổ 30 trước 70 sau. Riêng về những cái hệ thống vi sai điện tử trên những cái mẫu xe siêu xe này thì cả là một công trình nghiên cứu khoa học. Và để hiểu được nó thì quá khủng khiếp luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ phân bổ trên công suất trên cái mẫu xe này á, thì nó có thể thay đổi 50-50, thậm chí 100 ra cầu sau nữa. Đây. Các bạn có thể thấy được là đây, bây giờ mới được mở cửa đấy, có một người đặc biệt ra mở cửa. Wow. Mình tranh thủ có một khách VIP ra mình quay phần trong cho các bạn thấy. Đây. Hello. Rồi đó. Bạn bán hàng ở đây phải có găng tay trắng. Chính vì vậy cho nên là những người khách tham quan sẽ khó có cơ hội khi mà muốn chạm vào, bởi vì mẫu xe này không có mẫu xe trưng bày xong là bán luôn nó. Rồi vô lăng ra Alcantara này, nút bấm chuyển chế độ Stada Sport ngay cô ra trên vô lăng này, lợi chuyển số đẹp quá. Rồi một màn hình trung tâm. Wow. Màn hình trung tâm này, màn hình lần đầu tiên trên Lamborghini có cái màn hình như thế này. Nút khởi động
Thực ra là nhìn vào các thiết kế khoang lái của Lamborghini thì nó có cái gì đấy khá giống với những chiếc chiến đấu cơ. Thực sự nó chiến hơn rất nhiều so với những chiếc Ferrari. Da kết hợp, da thật và Alcantara đây, phối màu rất đẹp luôn, những đường chỉ may màu cam. Không hiểu là khi mình cầm lái, cầm cái vô lăng này nó sướng như thế nào nhỉ? Lái những mẫu xe này chắc chắn nó cũng khi mà chuyển ra chế độ đua thì nó cũng giật đùng đùng luôn. Và đây, toàn bộ khung gầm như này. Khung gầm được pha trộn giữa carbon và nhôm. Sự phối hợp giữa nhôm và carbon khiến cho khung gầm xe này cứng hơn, nhẹ hơn. Và tại sao nó không được làm hoàn toàn bằng carbon so với Aventador? Rất đơn giản, bởi vì chi phí thôi các bạn, chi phí thôi. Và Huracan cũng chỉ nặng khoảng 1 tấn rưỡi. Không, chính xác là 1.422 kg. Trong khi đó Aventador SVJ là kích cỡ lớn hơn, hệ thống phanh rồi mọi thứ, động cơ lớn hơn vân vân, nhưng cũng chỉ nặng có 1 tấn rưỡi thôi. Đó là sự khác biệt thôi các bạn, chỉ nặng hơn có 100 kg thôi. Carbon nó tạo ra sự khác biệt. Và hiệu quả về khí động học của Huracan này cũng đã tốt hơn Galado đời trước rất nhiều. 8 hay 10% gì đó mình nhớ không rõ lắm, nhưng mà đối với một mẫu xe mà đã tăng cái hiệu năng về khí động học thì đó là cả một sự khác biệt. Đó nhá, nếu như SVJ, Aventador SVJ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h thì Huracan EVO này mất 3,2 giây. Đó, chỉ có 0,3, 0,4 giây thôi. Mà giá nó hoàn toàn khác. Đối với những cái mẫu xe mà siêu xe ấy, mà loanh quanh 3 giây rồi giảm đi 0,1 giây gì đấy, nó là tính bằng đô hết. Rồi là sẽ bị tí cóp. Những màn hình nó khá giống với những chiếc Audi đấy. Nền tảng mà, không một nền tảng thì tội gì mà không dùng. Ôi, đấy, ngắm hệ thống phanh nha. Và cái mà, đây, hệ thống phanh sau này. Phanh sau này đĩa nó khoảng 14 inch. Và ấn là calip trước và sau, calip chính và phụ. Mình nhớ không nhầm thì Huracan EVO này phanh từ 100 km/h về không, mất khoảng 32, quãng đường phanh nó khoảng 32 mét. Thưa bạn, cho nên không có một mẫu siêu xe trọng lượng nhẹ với tất cả những cái công nghệ về động cơ, công nghệ về khung gầm, công nghệ về phanh mạnh khủng khiếp đến như vậy, hay đẳng cấp đến như vậy, hiện đại đến như vậy mà mất quãng đường phanh mất 32 mét, thì đối với những xe bình dân, xin thưa với bạn, không có mẫu xe nào dưới 35 mét cả, trên 40 mét hết. Test kiểu gì thì test thì nó cũng phải là như vậy. Những cái mẫu C AMG hay những mẫu M Sport của BMW thì cũng mất khoảng 36 đến 38 mét. Các bạn có thể thấy thiết kế khí động học, động cơ, khung gầm, hệ thống phanh, là những thứ vô cùng đắt tiền trên những mẫu siêu xe. Siêu sang lại là da, là gỗ, là thủ công. Rồi. Rồi, bên này là anh Duy đang quay Uros. Rồi, bây giờ là gian hàng của Lamborghini với 3 mẫu xe. Rồi, anh em hãy like, hãy subscribe, hãy comment, hãy rung chuông để mình tiếp tục gửi tới anh em những cái hình ảnh về những sản phẩm tại Bangkok Motor Show nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em và quý vị và các bạn.